Hello 119.000 anh em. Thì hôm nay các bạn thấy bên cạnh mình là chiếc RTX 3090 và đây có lẽ là chiếc 3090 đầu tiên tại Việt Nam. Và chắc chắn là các bạn đang hóng hiệu năng nó như nào. Nhưng mà rất tiếc thì đến ngày 24 tháng 9 và 8 giờ tối mình được đăng cái video review về con 3090 này. Còn trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng mở hộp và xem bên trong linh kiện của chiếc Gigabyte 3090 Eagle OC này có những cái gì bên trong. Cái phiên bản trên tay của mình đây đang có giá là dưới 50 triệu, tại vì mình vẫn chưa được phép nói giá nó ra. Và với dưới 50 triệu thì các bạn có một chiếc cảm màn hình có thể nói là mạnh nhất hiện tại. Và Gigabyte thì có 4 phiên bản cho chiếc RTX 3090 này, bao gồm phiên bản này là phiên bản rẻ nhất là chiếc Eagle OC, cao hơn một chút là Gaming OC và cao hơn nữa là Arup Master và Arup Extreme. Nhưng mà mình hiện tại chỉ có chiếc Eagle OC thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khui hộp xem bên trong có những cái gì nhé. Bên ngoài thì nhìn nó vẫn giống như các phiên bản cảm màn hình Gigabyte ngày trước thôi, không có gì đặc biệt cả. Mặt sau thì có vài cái công nghệ mới, nhưng mà nói chung là sẽ cùng mở xem có gì bên trong nhá. Đây là vỏ này. Bên trong thì có một cái hộp đen rất truyền thống Gigabyte thôi. Chống sốc. Và đây có một cái là hướng dẫn sử dụng, không quan tâm lắm. Và nhân vật chính, đây là chiếc Gigabyte RTX 3090 Eagle OC. Và đây là phiên bản mình đã nói là phiên bản rẻ nhất, và giá của nó thì cũng gần đến là 50 triệu thôi. Nên mình nghĩ là các phiên bản như là Arup Master, Arup Extreme sẽ trên 50 triệu. Tại vì cái phiên bản đấy họ nâng cấp rất là nhiều các thứ về quạt, về đèn LED. Còn phiên bản này thì các bạn chỉ có đúng một đèn LED ở phía trên này thôi, không có gì nhiều cả. Đèn LED này là đèn LED RGB đơn sắc, tức là sẽ chỉ có là 16,7 triệu màu và không có hiệu ứng chạy như trên bản phiên bản Gaming OC. Sẽ là LED dạng digital và chạy được. Ở mặt trên này thì chúng ta sẽ có 3 quạt và Gigabyte sử dụng là 3 quạt xoay, quạt giữa là ngược chiều với 2 quạt còn lại. Và quạt ngoài cùng bên tay trái sẽ nhỏ hơn. Cái việc của cái quạt nhỏ này thì để cho các bạn có thể cắm một cái cầu là cầu NVLink. Trên các phiên bản là 3070, 3080 thì cầu NVLink sẽ không có. Bây giờ NVIDIA chỉ cho các bạn cắm hai cạc từ 3090 và có thể đổ lên sau như 3090D, 3090 Super gì đó. Và cạc cách sử dụng là hai đầu nguồn 8 pin và tổng công suất tối đa của cạc này được cấp nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 425W. Tức là các bạn nên trang bị tối thiểu một chiếc nguồn 850W để chạy ổn định chiếc 3090 này với những CPU như là i9. Còn i7 thì là 750W là được rồi. Toàn bộ bên ngoài chiếc Eagle OC này được trang bị cái tông là tông màu xám, nên là rất là dễ phối hợp với các màu, các linh kiện khác. Ở mặt sau chúng ta có cái backplate bằng kim loại và tí nữa mình sẽ tháo ra. Và bên ngoài cùng bên tay trái thì các bạn có thể thấy là cái bo mạch của cái Eagle OC này khá là ngắn. Và ở bên ngoài này sẽ là chỗ để cho cái quạt ngoài cùng nó thổi gió xuyên ra đằng sau. Và đúng là hợp trend, bây giờ thì NVIDIA ra cái giới thiệu và quạt xuyên thấu thế thì các hãng cũng bắt đầu là làm cái quạt như thế. Cái thiết kế này thì cũng không phải là mới cho lắm. Và bây giờ để mở chiếc cạc này ra thì chúng ta sẽ phải, theo như mình thấy là sẽ có vài cái ốc ở phía sau. Sẽ mở ra dần dần. Và Gigabyte họ sử dụng là cái ốc vặn ngược để gắn backplate, nên là muốn tháo backplate mình sẽ phải tháo thêm hai cái ốc ở mặt trên này ra. Và theo như mình thấy thì họ sử dụng là ba loại ốc khác nhau, nên là các bạn nào mà tháo ra ấy, thì nên chú ý, nếu không thì sẽ rất dễ nhầm ốc. Về cái backplate ấy của Gigabyte, các bạn thấy là nó được làm bằng kim loại và theo như quảng cáo thì sẽ là tăng hiệu năng tản nhiệt, nhưng mà mình chưa biết nào. Nhưng mà đây thì họ cho các bạn ốp nhé, là toàn bộ chip khu vực RAM sẽ là ốp thẳng vào trong cái phần tiếp xúc thẳng với cái backplate này, tản nhiệt này. Và cái thứ hai mình không biết là đây là khu vực VRM, sẽ cố gắng vào đây để tản nhiệt một phần VRM. VRM mặt sau này chắc cũng không có gì quá nhiều để có thể tản nhiệt. Chính là có lẽ mặt chính là các chip RAM mà thôi. Và Gigabyte họ có một cái khá là hay, nếu như những phiên bản như là Asus TOF ấy, thì họ sẽ để cái đầu cắm nguồn ở thẳng
thẳng ở đây luôn. Và khi thẳng ở đây các bạn DJ thì khá là xấu. Và Gearbyte họ khá là hay khi mà họ dùng một cái adapter nối dài để cái đầu cắm nguồn các bạn ở ngoài cùng bên tay phải thì các bạn DJ đẹp hơn rất là nhiều. Và đầu nguồn sử dụng là hai đầu 8 pin nhé. Về tản nhiệt thì chúng ta có một khối tản nhiệt rất là lớn và nặng, khá là nặng. Ở bên trong sẽ bao gồm là 7 ống đồng được chia ra 3 ống bên phải và 4 ống bên tay trái để tản nhiệt. Và các bạn thấy đây là toàn bộ khu vực VRM, khu vực mặt trước của chip nhớ. Chip nhớ được hàn hai mặt. Dàn phay thì đều được là dùng tấm đây là tấm gì nhỉ? Thermal pad để các bạn có thể truyền nhiệt đến cho quạt cho làm mát. Và mặt tiếp xúc đến chính cái CPU sẽ là một mặt đồng phẳng. Tức là có lẽ là cái Vapor Chamber nó sẽ là cái giải pháp để chúng ta cao hơn hệ Arum Master, Arum Extreme. Còn trên chiếc Eagle OC này chỉ dùng đó chính là một miếng đồng phẳng mà thôi. Còn về tản nhiệt này thì mình cũng không có gì nói được quá nhiều vì những công nghệ nó thì gần như vẫn không có gì đổi mới nhiều cả. Bởi vì vẫn là quạt sữa, quay ngược chiều và ba quạt thôi. Về độ dài của này thì thực ra nó khá là dài nhưng mà các bạn có thể thoải mái gắn được một những cây tầm mid tower như là Corsair 465X và gắn tản nhiệt Onion mặt trước mà không gặp vấn đề gì cả. Mình đi đến cái bo mặt chính của chiếc Gearbyte Eagle OC 3090 thì chúng ta sẽ bao gồm là 12 chip nhớ mặt trước và 12 chip nhớ mặt sau, một chip 1GB, tổng cộng là 24GB ứng DDR6X. Về phay chúng ta sẽ có là 18 phay, tức là mình nhớ không nhầm thì phiên bản Founder Edition là 17 phay, tức là Gearbyte để cao hơn 1 phay thì các bạn có thể chắc là OC lên được tốt hơn. Về cái bảng mạch này thì mình thấy là Gearbyte họ đã cút tổng lại toàn bộ bo mạch chứ không phải dùng bo mạch Red của NVIDIA. Nên là các bạn nào muốn dùng chơi nước ấy thì phải đợi các block của các hãng như là EK, BitPower hoặc là Bitski để có thể gắn vừa block này. Còn nếu các bạn dùng block dành cho reference sẽ không thể gắn vừa được. Ở mặt sau chúng ta sẽ có 4 cổng kết nối, 5 cổng kết nối màn hình. Bao gồm là 4 cổng DisplayPort và 2 cổng HDMI. Nói chung toàn bộ các thứ về mức xung, về cái hiệu năng thì mình sẽ không thể nói được cho đến ngày 24 tháng 9 này và 8 giờ tối. Nhưng trước mắt thì mình đã khui hộp cho các bạn và mở thử cái bo mạch của chiếc Eagle OC này. Và mình nhận xét thì đây là một bo mạch mà Gearbyte làm nói chung là đủ dùng cho một chiếc cạc ở mức gọi là mức giá rẻ của thằng 3090. Còn mình chắc chắn là những cái phiên bản như là Gaming OC cao hơn nữa là Arum Master, Arum Extreme họ sẽ những cải tiến hơn về bo mạch, ví dụ như là lên ở 20 phay hay là bo mạch được dài hơn, khả năng OC tốt hơn chẳng hạn. Nhưng trước mắt thì đây chính là chiếc RTX 3090 Eagle OC được bung lụa. Và hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ tối ngày 24 tháng 9. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, và nếu hay thì share và cũng subscribe kênh YouTube của Hà Nội Computer để đón xem cái review mới nhất về chiếc RTX 3090 và các sản phẩm mới hơn về máy tính khác như là Sony 3090 Super, 3080 gì đấy. Rồi chào các bạn.